Chào các bác nhé, lại là em Thành Auto. Thì hôm nay em Thành Auto xin giới thiệu đến các bác một chiếc Mitsubishi Xpander sản xuất năm 2019, mới đi được có hơn 1 vạn thôi các bác ạ, 1 vạn mốt, rất là chất, đang có mặt tại showroom của chúng em. Thì đợt trước em đã có một chiếc xe nhân dịp tri ân rồi, tuy nhiên thì hôm nay thì chiếc xe này thì chất lượng của nó thì cũng không kém gì với chiếc xe đó cả, mà thậm chí thì về form dáng, kiểu dáng của nó cũng còn thậm chí còn chất hơn nữa các bác ạ. Nên cái giá thành của nó em xe này cũng sẽ cao hơn một chút, tuy nhiên thì vẫn cực kỳ hợp lý so với chất lượng xe các bác nhé. Thì một chút nữa thì đến cuối video em sẽ công bố công khai cái giá bán của chiếc xe này. Thì mời các bác hãy cùng theo dõi video với em. Thì em xe này thì em cam kết với các bác là zin toàn tập, zin tư nước sơn, zin đi, zin từ bên ngoài, zin vào, zin từ bên trong, zin ra, zin từ 4 dàn lốp, zin đi các bác nhé. Zin đét toàn tập luôn các bác ạ. Một cái màu trắng rất là đẹp. Em quay trong cái điều kiện nó hơi thiếu sáng một chút thì các bác cũng thông cảm giúp em. Thì đây là một chiếc xe siêu lướt, một chiếc Xpander siêu lướt đang có mặt tại showroom của chúng em. Đây, các bác có thể thấy là từ thiết kế cái phần đầu xe của Xpander nhìn nó rất là đẹp mắt và sang trọng. Nhìn rất là đẹp mắt và sang trọng các bác nhá. Nhưng mà giá thành thì nếu mà so với Toyota thì còn hợp lý hơn rất là nhiều. So với Toyota Innova thì hợp lý hơn rất là nhiều các bác nhá. Đấy, bề mặt của nó là những cái thanh ngang mạ chrome, những cái thanh mạ chrome rất là nổi bật ở cái phần đầu xe. Đấy, hai cái cụm đèn pha hai bên nó đã được gắn xuống cái khu vực thấp hơn một chút, giúp cho cái cảm, vâng, cái cảm giác nó sẽ tốt hơn. Anh cứ cà thoải mái. Đấy, thì bây giờ thì chúng em sẽ cho cà số để rút hồ sơ em xe này. Thì các bác cứ làm việc thoải mái nhé, em sẽ quay luôn cả các cái công việc cả số của các bác cả số đây. Đấy, xi nhan thì đã được tích hợp trên gương ở cái phiên bản này. 4 quả lốp còn rất là mới vì nó đi theo xe mà đời 2019 mới chạy được có hơn 1 vạn thì không có một vấn đề gì cả các bác ạ. Em xe này thì em sẽ giới thiệu rất là nhanh thôi, bởi vì xe này thì nó không có gì để đáng để nói ở trong cái video này vì nó quá đẹp rồi, chúng ta cũng không có cái gì để mà trình bày nhiều. Thì là chúng ta sẽ quay rất là nhanh thôi. Các bác đi qua một vòng quanh ngoại thất, nội thất thật nhanh. Đấy, 4 cảm biến lùi đã được tích hợp này, camera lùi đầy đủ này. Và cái form dáng thiết kế của chiếc xe này thì nó vẫn còn nguyên bản theo cái xe của nhà sản xuất thôi. Vì hơn 1 vạn mốt thì chúng ta chưa đánh giá lên một điều gì ở chiếc xe nó có bị làm sao hay không. Và chiếc xe này em cam kết với các bác là zin từ 100% là sơn zin theo xe các bác nhé. 100% là sơn zin theo xe, zin toàn tập luôn. Đấy, bác nhìn này, quá là chất lượng, chưa một vết chảy xước nhỏ, chưa một vết xước nhỏ các bác ạ. Xe chủ xe quá là giữ gìn luôn, quá là giữ gìn. Em xe này thì đăng ký đăng kiểm, và đăng kiểm còn rất là dài nhá, tháng 3 năm 2022 đây. Đấy, dài như là cầu Thanh Trì, biển số 17 các bác nhá, 17A15151, biển số rất là đẹp. Bác nào mà ở quê hương 17 thì một chiếc xe này quá là hợp lý, bởi vì các bác sẽ không phải bốc lại biển, bởi vì biển này quá đẹp rồi. Đấy, em xe này thì na răng phay, nhìn rất là đẹp mắt và thể thao, sang trọng. Đấy, chất lượng nó nằm ở đây. Bây giờ thì em sẽ bước vào bên trong nội thất, quay nhanh cho các bác bên trong nội thất xem nó như thế nào nhé. Đây là nội thất bên trong của chiếc Mitsubishi Xpander. Đấy, từ táp lô táp ly, keo chỉ thì zin đét toàn tập luôn, đến sơn còn zin thì các bác không nghĩ gì đến keo chỉ nó bị làm sao, đúng không? Các con ốc này, các vạch sơn của nhà sản xuất còn nguyên nhá. Đấy, một chiếc xe zin toàn tập như thế này. Đấy, ra ghế là zin đét theo xe, bên trong nội thất rất là đẹp và sạch sẽ. Đấy, bên trong này, cái nội thất này, cái trần lý này, và đặc biệt là cái ly lông này, nó bọc cái này nó vẫn còn nguyên zin, nguyên theo xe các bác nhé, chưa động chạm đến một tí tí nào. Đấy, táp lô này mới đét đèn đẹp, mới cứng cựa. Xe thì đã được trang bị màn hình này, chống trơn trượt đầy đủ này, gương kính chỉnh điện này. Đấy, một chiếc xe Mitsubishi Xpander đề nổ start stop luôn. Đấy, cổng sạc 12V này. Đấy, chìa khóa điện này,
cốp đựng đồ này. Đấy. Rồi, đây, sang hàng ghế thứ hai quay cái coi. Các bác nhìn nhá, da ghế nó căng đét và rất là sạch sẽ, em phải nói là chủ xe rất là giữ gìn. Quá là sạch sẽ luôn, như là một chiếc xe mới. Xe lướt nó chất lượng như thế này thì tại sao chúng ta lại phải mua xe mới, đúng không các bác? Mua xe mới các bác sẽ bị đắt hơn rất là nhiều. Khoảng tầm khi bác mua một chiếc xe lướt như thế này thì các bác sẽ giảm được khoảng tầm trên 100 triệu đối với lại một chiếc Xpander như thế này. Cốp rất là rộng các bác nhé. Đây, cái hàng ghế này chúng ta có thể gập lại, chúng ta có thể hạ nó xuống và nó rộng thành tạo thành một cái mặt phẳng như thế này, giúp các bác chứa được rất là nhiều đồ hành lý khi đi du lịch nhá. Em xe này thì zin 100%, bao test hãng, check hãng toàn quốc cho các bác nhá. Các bác có thể đem đi bất kỳ đâu check. Nếu gặp bất kỳ một cái lỗi gì thì chúng em sẽ xin nhận lại xe và hoàn lại tiền cho các bác nhá. Đấy, em sẽ lật cái lắp cốp, lắp cabo lên để cho các bác xem qua cái động cơ của chiếc xe này xem nó như thế nào nhá. Nó chuẩn chút. Đây là cái lẫy nó đây rồi. Ngay dưới lớp cabo là cái hệ thống động cơ zin toàn tập của chiếc xe này. Đấy, các bác nhìn đây, máy móc này zin từng con ốc như thế này. Đây, ốc bản lề cửa còn nguyên và tất cả mọi thứ đều chưa động chạm bất kỳ một tí gì cà lê mò lết nào các bác nhá. Máy móc rất là chất. Rồi, thì vừa rồi em đã quay nhanh qua một vòng quanh ngoại thất, nội thất cũng như động cơ của chiếc Mitsubishi Xpander sản xuất năm 2019 số tự động, đang có mặt tại showroom của em Thành Auto. Em xe này thì chúng em xin công khai giá bán luôn đến các bác là 600 triệu đồng tròn chỉnh luôn. Đấy, 600 triệu đồng tròn chỉnh. Thì các bác nào thiện chí hãy nhấc máy lên gọi ngay cho em Thành Auto theo cái số hotline là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn, gửi hình ảnh kèm video đầy đủ cho các bác thông qua Zalo một cách chi tiết nhất, đầy đủ nhất. Còn bây giờ thì em cũng xin phép là tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Auto trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh và nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Còn bây giờ thì em xin phép chào và hẹn gặp lại các bác.